Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngay đằng sau Duy chính là chiếc một trong những mẫu xe có thể nói là sinh sau để muộn trong cái phân khúc crossover cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với cả các đối thủ khá là sừng sỏ từ xưa đến nay rồi. Có thể kể đến ngay là chiếc Audi Q3 này, rồi là chiếc Volvo XC40, rồi là chúng ta có thể kể đến một cái hãng xe Nhật nữa, đó chính là Subaru XV. Vâng, chính là chiếc UX250 kể đến sau muộn màng nhưng mà lại gây cho chúng ta, tất cả chúng ta đều phải thốt lên rằng wow, một mẫu xe của Lexus nó vẫn đâu đó có những cái chất rất là riêng biệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhá. Rồi, bây giờ đầu tiên thì mời quý vị các bạn cùng đến với phần thiết kế ở phần đầu xe đi ạ. Thật sự ấy, nếu mà để nói ấy, thì Lexus đã tạo ra cho chúng ta một cái nhìn về cái ngôn ngữ thiết kế Alphinite nó rất là rõ nét trên tất cả các dòng xe của mình. Ngay cả đến những cái mẫu xe của Toyota bây giờ đi, chúng ta cũng sẽ ở thị trường Việt Nam mình ấy, thì các bạn thi thoảng các bạn cũng sẽ gặp những cái chiếc Toyota Camry thay cái phần lưới tản nhiệt ở phía trước bằng cái hình con suốt kìa. Đó, nó ngôn ngữ Alphinite ấy. Rồi là những cái ba đờ sốc ở phía dưới ấy. Wow, nhìn nó hệt như là một mẫu xe Lexus vậy. Nó rất đẹp, nó rất cuốn hút. Đó. Và ở trên cái chiếc UX250H này ấy, thì chúng ta sẽ có cái phần lưới tản nhiệt được thiết kế bởi những cái thanh đan vào nhau dạng tia sét. Các bạn có thể nhìn kỹ vào đây hơn. Cái logo Lexus với cái nền màu xanh dương này ấy, thể hiện rằng đây là những cái mẫu xe được trang bị thêm cái động cơ hybrid. Đó. Những cái đường nét thiết kế rất là bắt mắt, gây cho chúng ta những cái hằn sâu vào tâm trí vậy. Đó. Đây, các bạn có thể thấy cái đèn pha này được thiết kế mảnh và khá sắc. Đây, chữ L đây. Đó, tất cả những cái đường nét ở phần đầu xe đều rất là Lexus, đúng vậy. Chúng ta có xem là 1, 2, 3, 4 tới 4 beam LED. Đó, với cái đều được trang bị là cái dạng bóng cầu thủy tinh hết. Đây. Đó, chúng ta sẽ cùng tiến tiếp tới cái phần hộc đèn sương mù ở phía dưới ba đợt sốc đi ạ. Và như các bạn có thể nhìn kỹ một chút ấy, thì cái ba đợt sốc của chiếc Lexus UX 250H này ấy, được làm to và dài. Đây, bắt đầu từ ngay cái chỗ mặt mí trên của cái cụm đèn pha này, nối liền sang bên kia này, kéo dài tận xuống bên dưới. Thường thì chúng ta sẽ thường hay gặp những cái phần ba đợt sốc của các mẫu xe nó chỉ bắt nguồn từ tầm ngang ngang này, dưới đèn trở xuống thôi. Đó. Rồi đây, các bạn quan sát phần đầu xe một chút đi ạ. Đây là phiên bản F-Sport, một trong những cái phiên bản thể thao khá là nổi tiếng của Lexus. Ngay đến cái phần bố trí cái hệ thống rửa đèn pha ở đây này cũng được làm cách điệu. Đó, khá là đẹp. Nói chung là mặc dù được mệnh danh là một kẻ đến sau nhưng mà lại mang đến cho cái phân khúc crossover cỡ nhỏ một cái luồng gió mới rất là tươi mát, phải không ạ? Đây, các bạn tiến sang cái phần thân xe. Phần thân xe thì vẫn là những cái nếp gấp khá là truyền thống của những cái mẫu xe Lexus. Các bạn có thể gặp ở trên những cái mẫu như là RX350 này, rồi là NX. Đó, những cái nếp gấp, những cái G đường gân đó. Mẫu xe này thì được trang bị cái bộ la răng 5 chấu hình chữ V. Đây, với cái màu sơn cũng khá là cá tính. Chúng ta có thể liên tưởng tới này, các bạn có thể nhìn rõ màu này là màu nòng súng, màu ghi nhũ xám ấy, lốp Bridgestone. Cái phần vòm sau, vòm bánh sau của chiếc Lexus UX này thì thay vì những cái vòm bánh nó có cái phần bo tròn
quen thuộc của những cái mẫu xe nhà Lexus thì chiếc UX lại được làm vuốt và cắm vuông. Đó, các bạn có thể thấy này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái rè nhô ra ở phía này nữa. Đó. Nó giúp cho khi chúng ta nhìn sát vào cái phần thân xe, phần đuôi ấy, chúng ta sẽ cảm nhận được đâu đó có thêm được một cái chút thể thao. Và nó khá là ăn khớp với cả cái phần mui xe này được vuốt chéo xuống dưới đây này. Đó, rồi cả cái phần cánh gió nữa. Đây, Duy sẽ lùi xa, các bạn có thể thấy không? Đó, hai cái phần trên này và cái phần vòm bánh ở phía dưới này. Đấy, nó rất là ăn khớp với nhau, nó tạo cho chiếc UX này ấy có được một cái phần đuôi nó tạo nó kiểu dạng khác biệt nhiều so với cả các cái mẫu xe trong cùng phân khúc. Đây, đặc biệt ấy, cái điểm mà gây ấn tượng rất là lớn khi mà chúng ta nhìn từ phía sau ấy chính là cụm đèn pha, các bạn có thấy không? Cụm đèn pha được nối liền với nhau bởi một cái dải LED. Nó đang dần là xu hướng thiết kế của những cái mẫu xe tương lai. Và bây giờ cũng vậy, rất nhiều những mẫu xe đã áp dụng cái ngôn ngữ này rồi. Các bạn có thể liên tưởng tới ngay chiếc Audi. Đấy, những mẫu xe của Audi, họ đã áp dụng rất tốt cái ngôn ngữ thiết kế mới này. Đây, Lexus. Logo Lexus nằm chữ này. Đó, UX 250H. Ở ngay cái phần bar sốc ở phía dưới ấy, nếu như chúng ta có một cái phần bar sốc màu nhựa như thế kia đơn thuần ấy, thì thật sự là nó sẽ không thể nào mà tạo cho chúng ta được cái chất của Lexus. Nên là Lexus đã rất khéo léo khi đưa thêm vào những cái phần được trang bị bằng cái hệ thống điểm xuyết chrome, những cái mảnh chrome với cái màu khói rất là đẹp, rất ấn tượng. Đó, chính những cái chi tiết như thế này đã tạo nên cho cái phần bar sốc dưới của Lexus UX thêm cái phần sang trọng và cái sự cá tính. Đây, các bạn nhìn cái đèn pha này, đèn pha nhìn yêu luôn. Cái đèn pha này ấy, nó luôn nhô ra và nó tạo luôn cho cái phần đuôi xe một cái phần tính khí động học. Rất tiếc là Duy không có chìa khóa để bật cái giải LED đằng sau lên cho quý vị các bạn nhìn. Đó, chúng ta sẽ lên cái phần gương này. Đó, phần gương thiết kế kinh học được chia làm hai màu trắng đen rồi. Đó, đèn xi nhan, cảnh báo điểm mù ở trên gương. Chắc chắn với Lexus thì đây là những cái chi tiết không thể thiếu một cái hãng, đối với một cái hãng xe sang như Lexus. Còn nếu như mà để chúng ta đánh giá chi tiết hơn về cái thông số đi, nếu mà để chúng ta nói về thông số đi, rồi khi mà chúng ta so sánh trực tiếp cái mẫu xe Lexus này với cả những cái đối thủ ở trong cùng phân khúc ấy, thì cái chiều dài của UX sẽ lớn nhất ở trong phân khúc, và chiều rộng thì sẽ lớn hơn Audi Q3, Jaguar E-Pace, nhưng mà lại nhỏ hơn BMW X1 và Subaru XV. Duy nhầm đấy, đầu tiên đọc là EV nhưng mà nhầm, nó phải là XV mới đúng, Subaru XV. Chiều cao thì nhỉnh hơn Infiniti QX30 và Mercedes-Benz GLA. Và với cái thông số lý tưởng này thì Lexus UX hứa hẹn rằng sẽ mang đến cho chúng ta một cái không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, ngay cả ở hàng ghế thứ hai. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào ngay cái không gian của chiếc Lexus UX này nhá. Rồi, Duy xin phép sẽ vào cái không gian hàng ghế thứ hai trước, bởi vì đối với cả những cái mẫu crossover cỡ nhỏ này ấy, thì cái không gian hàng ghế thứ hai luôn là cái nơi mà chúng ta rất quan tâm. Đó, các bạn có thể quan sát một chút đi. Đây, các bạn có thể ngắm qua một chút đi. Cốp mở điện này. Duy đang có mặt tại triển lãm Bangkok Motor Show, thế cho nên là cái phần xung quanh đôi chút sẽ ảnh hưởng tới cái phần voi, thì mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm. Rồi, bây giờ Duy cứ để nguyên cái phần hàng ghế bên trên nhé, để chúng ta tạo ra một cái thử thách cho Lexus UX đi. Đó.
các bạn có thể thấy rất rõ nét này. Mặc dù là cái phần mui xe của Lexus UX 250H này có cái phần vòm ấy nó khá là dốc xuống phía sau, nhưng mà cái phần khoảng sáng đầu nếu mà so với cả một người cao 1m75 như Duy thì hoàn toàn chúng ta sẽ có khoảng gần chục phân nữa, rất là thoải mái. Đó. Phần đầu gối cũng vậy. Phần đầu gối thì Duy cũng sẽ còn khoảng tầm tầm 5 đến 7 phân. Và cái hàng ghế bên trên các bạn có thể thấy không? Đó, hàng ghế bên trên vẫn đang để rất là ok, không hề gò bó một chút nào cho hàng ghế thứ nhất cả. Đây, từ đây thì các bạn cũng có thể quan sát rất là rõ nét về cái khoang bên trên cửa sổ trời này. Rồi, chúng ta sẽ nhìn tiếp theo xuống khu vực bảng táp lô. Bảng táp lô thì Lexus UX lại có một cái phong cách thiết kế hướng về phía người lái khá nhiều. Cái màn hình này đẹp này. Cái màn hình này ấy, có thêm cái đồng hồ ở bên góc kia. Nhìn nó tăng thêm cái độ sang trọng cho một cái mẫu xe crossover cỡ nhỏ. Đó, chúng ta lại có được thêm cái sự sang trọng nữa ngoài cái chất thể thao ra. Đó. Rồi, chúng ta sẽ cùng quay lại tiếp với cái hàng ghế thứ hai đi ạ. Cửa gió điều hòa này. Cửa gió điều hòa thì trông có vẻ hơi nhỏ nhắn đáng yêu một chút. Một cái mẫu xe nhỏ mà. Hai cổng sạc USB. Cái phần ghế da của chiếc Lexus UX này ở cái hàng ghế thứ hai ấy thì cái phần tựa lưng này rồi cái phần nệm ngồi này đều cho chúng ta một cái cảm giác vừa phải, không quá rộng mà cũng không phải là quá nhỏ. Ghế ngồi rất ổn, lưng ghế cũng không quá đứng. Đó. Rồi, bệ tì tay. Bệ tì tay ở đây chúng ta cũng đương nhiên là sẽ có hai khay để cốc ở đây rồi. Một trong những cái chi tiết không thể thiếu. Được phối hai cái màu đỏ và màu đen. Đó. Màu này là màu xanh đen. Đỏ phối màu xanh đen khá là hợp với cả cái phần nhựa ở hai bên thành ghế này. Đối với cả một cái mẫu xe crossover cỡ nhỏ như thế này ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà có được một cái khoang hành lý đủ rộng rãi để chúng ta di chuyển trong những cái cung đường dài. Đâu, đây, Duy ngồi sau Duy sẽ nói luôn những cái chi tiết ở bên trên nhé, bởi vì bên trên đang có một bạn đồng nghiệp tác nghiệp ở một show, thế cho nên là chúng ta sẽ không lên đó để cản trở đến việc tác nghiệp của anh này. Đó, các bạn có thể quan sát ngay những cái phần này. Thật sự là rất tiếc là không có chìa khóa để chúng ta cùng nhau trải nghiệm những cái tính năng hay bật cái màn hình của chiếc UX này lên. Nhưng mà cái màn hình trung tâm các bạn có thể quan sát này. Đây, cái màn hình ở đằng sau cái vô lăng này, còn màn hình người lái đó. Cái phong cách thiết kế ở sau vô lăng, từ cái đồng hồ cho đến các cái chế độ chạy, rồi cả bên kia nữa, hai cái núm này chúng ta có thể liên tưởng ngay tới những cái mẫu xe khá là nổi tiếng của Lexus về cái công nghệ cũng như là cái tính chất thể thao. Chúng ta có thể nhắc ngay tới những cái mẫu xe như là LC này, rồi là những cái mẫu RC của Lexus. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái màn hình trung tâm nhé. Màn hình trung tâm của xe thì được trang bị một cái màn hình cỡ khoảng 12 inch. Với cái đồng hồ bên cạnh như Duy nói, nó tăng cái độ sang trọng lên. Rồi cái phần bảng táp lô được phối giữa hai cái màu da, và giữa cái hai cái phần màu da đó ấy, thì chúng ta sẽ có một cái đường viền. Đường viền này thì không biết là được làm bằng chất liệu gì, để Duy thử nhá. Rồi, chúng ta sẽ chỉ có một cái chất liệu là bằng nhựa thôi, nhưng mà được làm bằng giả nhôm phay xước. Nhìn vào mắt thường thì là giống hệt nhôm phay xước rồi. Thế cho nên là Duy mới phải kiểm tra lại như vậy. Rồi bên dưới chúng ta sẽ có sưởi ghế, làm mát ghế này. Rồi đây, các bạn có thể nhìn xuống dưới này một chút đi ạ. Vâng, cần số cũng được thiết kế khá là thể thao, và có cái phần thiết kế chúng ta cầm nắm vào rất là dễ chịu. Đây, phần jackpot này. Phần jackpot này ấy, thì theo như
cái cảm nhận của Duy ấy, khi mà Duy trực tiếp trải nghiệm cái chiếc xe này vào cái thời điểm vừa nãy là có chìa khóa gì có nhờ được ở đây, nhưng mà bây giờ thì họ đã mang cất đi rồi. Thì cái tốc độ xử lý ở trên cái touchpad này khá là nhanh. Thế cho nên là khi mà chúng ta điều khiển, điều chỉnh cái màn hình ở trung tâm ở phía chính giữa ấy, nếu như chúng ta muốn làm quen được với cái tốc độ đó thì chúng ta phải mất một thời gian kha khá. Đó là cái điểm trừ. Khi mà chúng ta chạm tay vào, nó đã, con chuột nó đã nhảy đi rất là nhanh, rất khó để kiểm soát. Đó, đó là một cái điểm trừ của cái touchpad này. Và ở đây chúng ta có thể quan sát ngay, Lexus có trang bị cho chúng ta một cái chế độ EV mode. Đó, chế độ hoàn toàn chạy bằng điện này giúp cho mẫu xe này có thể chạy với cái tốc độ 114 km/h. Đó, chúng ta cũng sẽ có những cái phím công năng ở đây để sử dụng. Rồi, và chiếc xe này thì chúng ta cũng sẽ có tới 5 chế độ vận hành: Sport, Sport Plus, Normal hay là Eco. Đó, bên kia thì chúng ta sẽ có một cái núm tắt bật cái hệ thống chống trượt cân bằng điện tử đấy ạ. Rồi là xe này cũng được tích hợp cái hệ thống safety sense, cảnh báo điểm mù này, phát hiện vật cản này, rồi là giữ làn đường. Đó, đây là cái bảng thông số của chiếc Lexus UX 250 Hybrid. Chiếc xe này thì bên ngoài cũng sẽ được trang bị cái hệ thống camera 360. Và bây giờ thì trong khi các bạn ngắm nhìn cái thiết kế bên ngoài của chiếc xe được mệnh danh là kẻ đến sau muộn màng, nhưng mà lại mang lại một cái làn gió mới cho phân khúc crossover cỡ nhỏ, thì Duy sẽ chia sẻ một chút về những cái thông số của động cơ. Thì mẫu Lexus UX này thì có hai phiên bản là UX 200 và sử dụng cái động cơ xi lanh, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 2.0 lít và công suất là 169 mã lực, kết hợp với hộp số vô cấp Direct Shift CVT thế hệ mới và chỉ đi kèm với hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, cái phiên bản các bạn đang trực tiếp nhìn ở đây là chiếc UX 250H được ứng dụng công nghệ Hybrid mới thế hệ thứ tư và cải thiện được cái đặc tính vận hành, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ thống này thì có tổng cái công suất là 175 mã lực, bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0 lít và động cơ điện được tinh chỉnh để xe tăng tốc mượt mà ở mọi giải tốc độ luôn ạ. Và với cái mức tiêu thụ khá là ấn tượng của mình, Duy đã chia sẻ luôn là 7,1 lít trên 100 km và 6,2 lít trên 100 km. 6,2 lít trên 100 km là chiếc UX 250H, còn 7,1 lít là chiếc UX 200. Ở trên tất cả các cái cung đường hỗn hợp, đấy là những cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra thôi. Còn thực tế thì hy vọng rằng tới đây Lexus sẽ mang mẫu xe này về Việt Nam và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm, đánh giá trực tiếp mẫu xe này. Rồi, bây giờ thì Duy sẽ tiến tiếp sang những cái gian hàng khác với những cái mẫu xe hot tiếp để chúng ta cùng nhau chia sẻ và trải nghiệm những cái mẫu xe tại Bangkok Motor Show 2019 năm nay. Các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autodaily để chúng ta cùng nhau trải nghiệm thật nhiều những cái mẫu xe có tại Bangkok Motor Show 2019 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.